phá tan bầu không khí này. Tôi xin phục vụ một bài hát ha. Thôi xin chị, không ai muốn nghe bài hát lúc này. Không, đừng để tốn thời gian. Không, tất cả mọi người đang ở đây. Nếu mà mọi người muốn nghe chị Xuân Lan hát thì mời mọi người mua vé và ở lại sau chương trình. Dược sĩ Tiến đang làm nhiệm vụ của anh ấy và các bạn đang đón nhận một cái quyết định rất là có ảnh hưởng đến cuộc sống, cuộc đời và cả sự nghiệp của các bạn ấy. Cho nên là chúng ta không nên chơi đùa với cái điều sao vậy đó. Một người tri thức như chị Hà Anh mà lại nổi nóng thế sao? Chị có quyền nói với thí sinh của chị vài câu không? Dạ vâng, xin mời chị nói ạ. Cái tự hào nhất của chị dạy hai em là dám sống, dám chịu trách nhiệm. Chị nói xong rồi. Đã tới tập 5 rồi, chúng tôi vẫn còn 5 người. Và cho dù ai đó ra về hoặc là cả hai người ra về, tôi vẫn sẽ vui. Bởi vì sao? Tôi biết học sinh của tôi đã trưởng thành rất là nhiều. Huấn luyện viên Hà Anh có nói gì với hai thí sinh của mình không ạ? No more tears. Và bây giờ các bạn tự cứu lấy mình. Dạ em chào anh Tiến và chào hai chị. Thì thật sự em rất là buồn cũng như là rất là thất vọng vì em đã vào đây gặp anh lần thứ hai. Nhược điểm của em đó là nói thiếu dứt khoát và thiếu mạnh mẽ. Thay đổi nó liền. Hôm nay em đứng ở đây với một cái tâm thế nó hoàn toàn khác cái lần đầu tiên em đứng với anh Tiến. Lần trước khi em vào đây em rất là nhiều sự lo lắng và em phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để thuyết phục anh Tiến cũng như là chị Hà Anh cho em một cơ hội. Nhưng mà hôm nay em đứng ở đây thì thật sự là qua tất cả các dòng thì chắc có lẽ là anh chị cũng đã thấy em có sự thay đổi. Tuy là nó không quá rõ rệt nhưng mà em thật sự hôm nay em đứng đây em có thể dõng dạc nói với anh Tiến cũng như là hai chị. Em đã có thể là một quý ông hoàn mỹ dựa trên những tố chất cũng như là chính con người của em và sự hoàn thiện của em từng ngày. Và hôm nay em có thể đứng đây rất là tự tin nói điều đó, cho dù kết quả nó như thế nào đi chăng nữa em rất là tự hào về bản thân của mình và em cảm thấy em đã là một quý ông dựa trên phiên bản của em. Vũ Linh, em là một người có năng lực, có tố chất nhưng em thiếu tự tin, em thiếu khả năng trình bày, em thiếu cái quyết liệt trong cái ánh mắt của mình. Hãy thay đổi điều đó đi. Dạ em chào anh Tiến, chào hai chị. Em đứng ở vòng loại ngày hôm nay thì em nghĩ đó không phải là em đánh mất một cơ hội của mình mà em đứng đây để em thuyết phục anh cho em một cơ hội đi vào vòng sau để em thể hiện hết cái khả năng của mình. Từ tập 1 tới tập 5, em đã thể hiện một con người hoàn toàn khác. Khác chỗ nào? Em có nhiều màu sắc hơn. Màu sắc nào? Dạ, em là có thể là thực hiện tất cả các thử thách của chương trình đặt ra. Khi mà nhận được một thử thách của chương trình, em đặt mục tiêu là cho dù mình không đạt tốt nhất, nhưng mà mình phải cố gắng hoàn thiện nó để thực hiện một cách trọn vẹn nhất, trở thành một người bản lĩnh nhất. Để mà sau cái cố gắng của em thì em đã làm được gì? Dạ, sau cố gắng của em thì em đã chiến thắng được một số thử thách của chương trình. Em muốn đến đây trở thành một phiên bản của chính bản thân mình, không phải là bản sao của ai cả. Gia Huy, ấn tượng của anh về em là em rất đẹp, ngoại hình em rất phù hợp. Nhưng cái vấn đề của em đó là cái cách trình bày của em ít đi vào trọng tâm. Và thực ra là hôm qua trong cái vòng loại, chị Xuân Lan không nói oan đâu. Khi em vào một cái môi trường có áp lực, em bị gồng cứng. Và lúc đó em loay hoay với những cái điều mình không biết phải trình bày cái gì. Hãy chứng minh cho anh thấy là hôm nay em có thể làm khác được. Và tại sao em xứng đáng được đi tiếp với The Next Gentleman? The Next Gentleman đã dạy cho em 3 điều: cương trực, thẳng thắn và công tâm. Thì em đang đứng đây thì em luôn luôn tin tưởng vào cái sự lựa chọn công tâm của chương trình. Còn nói với huấn luyện viên của em luôn tin tưởng chị. Em tin tưởng cái sự lựa chọn của chị vì sao em đứng đây. Cũng giống như chị Xuân Lan cũng nói, chị cũng đã dạy em. Cũng giống như The Next Gentleman đã dạy chúng ta, dám chơi thì dám chịu. Hồi nãy chị Hương Giang có hỏi em á, là em có nghĩ là chị Hà Anh chọn em không? Và kêu em trả lời dứt khoát. Em kêu có liền. Và hỏi là em có muốn ở lại không? Em kêu không. Lý do tại sao không muốn ở lại? Em cũng đã nói là hứa với các bạn trong team em sẽ dùng những kinh nghiệm của em để cùng các bạn đi tới sâu nhất. Nhưng mà em thấy từng bạn bè của em rời đi như vậy và nhận được những cái lời nhận xét của ban giám khảo, em có lúc phát triển nhưng mà cũng có lúc chững lại. Em đứng đây là theo đúng công tâm của chương trình. Anh muốn em chốt lại một điều cuối cùng là em có muốn đi tiếp với The Next Gentleman hay không? Dạ không. Gia Huy, em là người bị loại đầu tiên. Cái việc loại trừ Lương Gia Huy thì trong đánh giá của Tiến về năng lực của Lương Gia Huy cũng như những gì mà bạn ấy thể hiện thì Tiến nghĩ là bạn ấy xứng đáng được đi tiếp. Nhưng bởi vì bạn ấy đã không còn cái sự hăng say và cái sự quyết tâm với chương trình nữa rồi thì bắt buộc Tiến sẽ phải loại trừ thí sinh Lương Gia Huy. Khác. Ấn tượng của anh về em là không có ấn tượng gì cả. Bây giờ hãy tạo ấn tượng với anh đi. Khắc rất là khó hiểu khi mà mình phải ở trong vòng loại đến 3 lần. Cả 3 lần mình đều không phải là người làm tệ nhất. Từ đầu chương trình tới giờ tất cả những cái lời mà em nhận được đó là cơ thể của em gồng cứng ngắc và tay chân vụng về. Nhưng mà cái điều đó nó không quyết định cái con người của em. Em không thể nào mà diễn để mà trở thành một người khác được. Và anh cũng không muốn thí sinh của mình phải diễn để trở thành The Next Gentleman.
em là chính em. Nếu như chương trình vẫn nhìn thấy ở em một cái điều gì mà phù hợp với chương trình thì em sẽ tiếp tục cống hiến. Nhưng mà nếu như mà cái sự cống hiến của em, những cái điều mà em mang đến cho chương trình, nếu đến giờ phút này nó không còn phù hợp nữa, nó không đủ để cho chương trình tạo ra những cái giá trị nào mới nữa, thì em sẽ luôn luôn tôn trọng cái quyết định của chương trình. Bây giờ còn một thí sinh nữa anh phải loại. Và đây là quyết định cuối cùng của Tiến, Gia Huy, Hồng Khánh. Cảm ơn hành trình của hai bạn với The Next Gentleman. Tôi sẽ tiếp tục làm cái vị trí của mình một cách công tâm nhất với những người đồng đội còn ở lại của các bạn. Không có khóc, cái gì đâu khóc. Mình không hèn. Mình dám chịu trách nhiệm, mình không hèn. Ok. Cảm ơn chị. Để giúp lấy em một bữa giờ. Thật ra hôm nay chị rất là nể em luôn. Em biết cách giữ hình ảnh lại của mình một cách rất là đàn ông. Thật ra em rất là giỏi. Chị em mình còn gặp nhau rất nhiều trong nghề. Yên tâm. Học hỏi nha. Okay. Yên tâm. Cố lên. Cơ hội của em quá lớn rồi. May mắn của em quá nhiều. Cố lên.